Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Cramorop nhận được 3 đồng token Quintum Glow nha. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 8 triệu 500 ngàn đồng token Quintum Glow. Thì đã có 381 tài khoản holder và đã phát sinh 890 đại giao dịch. Ok. Đầu tiên các bạn cứ truy cập vào link website Cramorop.net. Tin truy cập website này được mình để phần dưới mô tả của nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 hướng dẫn tiếp theo cho mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc nha. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc một chiếc wallet của các bạn và thêm địa chỉ token vào ví giúp mình nhé. Copy một token, dán qua địa chỉ quan trắc vào. Ký hiệu của nó là QTM số token 18 nha. Các bạn nhấp add token và nhấp input token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Cramorop.net, tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn lên để nhận token nha. Rồi, các bạn nhấp vào Cram nào. Nó sẽ dẫn các hình phần bên dưới này. Chương trình em nào đó sẽ kết thúc vào 125 ngày nữa nha. Rồi, nên thấp nhất để mua các đồng token này là sắp 0.06 BLB. Bạn Cram, các bạn nhấp vào phần này nha. Nó như một con lối dưới, các bạn nhập tiếp theo và nhập cái lối này. Chưa được. Thì tí mình sẽ khả năng lại. Bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website khả năng mà đó nhắc để cập nhật những dự án miễn phí cập nhật cần mới nhất trên nền mạng và đề xin mất trên chain nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sản giao dịch đến 3 lần mấy CNF, OVEX, HOBI và nhiều sản khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình sẽ cài lại mạng. Ví ra là 0.0004212 BLB nhé. Nhấp xác nhận. Giao dịch đang được xử lý đây. Bạn cố gắng theo dõi cái website Cramorop.net và lưu ý. Cột bên cánh tay phải đây, nếu có dự án sắp kết thúc, các bạn vào đây giả lại bằng cách nhấp quan trắc và dán trong ví của các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào nhận token và mới mở ra link nhấp mới để các bạn claim lên nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 3 đồng token QTM. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.